Một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị hãy khẩn trương trở về với trung tâm của ngã tám thành phố Tuyên Quang. Trên các xe trung thu, anh cũng xin gửi lời đến toàn thể quý vị. Và quý vị rất đồng cảm xe mô hình của bên tổ chức sự kiện tới và vẫn là bên qua. Và ngày hôm nay trở trở rất nặng. Cho nên là quý vị vui lòng thông cảm sẽ không di chuyển lên xe của hoàn tổ chức chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị có thể trải nghiệm cũng như chụp hình. Anh đã rất đẹp với những điều cơ hội của bạn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Oh, my God.